Alo, xin chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Hôm nay mình sẽ nấu món gà nấu pate gan nha cả nhà. Ăn với cơm, bún, bánh mì, hủ tiếu gì cũng được trơn trọi. Mời cả nhà theo dõi video của mình nha. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu món gà nấu pate gan nha cả nhà. Thì gà thì mình đã chặt xong rồi, pate gan mình cũng đã có rồi, củ hành khoai tây với cà rốt rồi mình sẽ gọt vỏ. Mình cũng có tỏi đã xay sẵn. Thì ở cái món này hay còn gọi là gà nấu tiêu cả nhà, nhưng mà mình nói hơi lạ lạng chút, gà nấu pate gan. Thật ra thì nấu với tiêu hột thì rất là ngon, tiêu đen ha, tiêu hột. Nhưng mà bây giờ mình thiếu tiêu rồi, mình chỉ nấu đơn giản mấy cái món mà mình có sẵn trong nhà thôi cả nhà. Tại vì tiêu hột mình đã hết thì tạm thời mình sẽ dùng tiêu xay. Thì black pepper nghĩa là tiêu đen ha, còn brown nghĩa là xay nhuyễn. Black pepper ha, brown black pepper, brown là xay nhuyễn ha. Giống như thịt heo xay thì mình có là brown pork nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi gọt nguyên liệu nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào nồi một lượng dầu vừa đủ ha. Tỏi bằng tỏi bằng mình có thể xài 3-4 cái tỏi gì đó cho nó thơm. Xong tỏi vàng thì mình sẽ cho pate gan rồi xào sơ như thế này. Nếu các bạn không có pate gan thì mình làm gan heo cũng được nha. Bây giờ mình sẽ tán nhuyễn ra phần này, mình bỏ đi, mình xào cho cái gan này nó thơm. Mình làm gan heo mình xay ra mình nấu cũng được nha cả nhà, tại vì mình không có gan heo mình xào pate gan. Thì cái pate gan này người ta nêm nếm cũng vừa ăn rồi cả nhà. Thì nếu như các bạn xài gan heo thì mình sẽ nêm nếm lại nha, muối đường bột ngọt, nước tương hay là hạt nêm gì đó. Sau khi mình xào pate gan cho nó thơm thì mình sẽ múc nó lên, mình sẽ tiếp tục xào gà nha cả nhà. Thì cũng cái nồi đó mình sẽ tận dụng tiếp tục, mình bỏ tỏi với dầu vào và chuẩn bị xào gà nha cả nhà. Tỏi vàng thì mình sẽ bỏ gà vào. Đây là một con gà. Đây là con gà trống cho nên mình nấu phải nấu 45 phút mới nó mềm. Có con già quá phải nấu tới 1 tiếng này thì tiếng rưỡi mà. Thì mình sẽ xào cái gà này cho nó săn, xong rồi mình sẽ nêm nếm muối đường bột ngọt, rồi để nước vào, để nước dừa vào. Nếu như các bạn có nước dừa khô thì mình có thể để 2 cái nước của dừa khô bỏ vô đây thì cái nước nó sẽ ngọt. Mình sẽ nêm nếm muối đường bột ngọt ha, đường phèn ha. Bạn ăn đường không thích đường thì bỏ đường phèn vô cũng được cho nó ngọt cái nước. Xong rồi để một chút nước mắm vào nha cả nhà, cho nó thơm thơm nước mắm. Xào cái gà cho nó xong rồi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vào trong đây.
thì thịt gà xào săn lại thì mình sẽ để nước vào, nước dừa cũng được, hoặc không có thì dùng nước lạnh cũng được nha. Nước dừa hay trái nước dừa khô, hay trái đi. Nước lạnh thì mình sẽ để, ví dụ như các bạn thích ăn nước nhiều thì các bạn để mức nước lên đây. Từ từ rồi gà nó sôi nó sẽ sắc nước xuống nha. Để nước nhiều để ăn bún hay là ăn bánh mì gì đó. Nó để nước ngang cái dòng này nè. Chỗ cái giá mình để nè. Một hồi nó sôi nó sắc xuống nha cả nhà. Thì trong thời gian khi đợi gà nó chín mềm á thì mình sẽ đi gọt khoai tây và củ cải đỏ, sau đó mình sẽ bỏ chung vào luôn. Bây giờ gà sôi lên thì mình sẽ vớt mấy cái bọt này bỏ nha cả nhà. Mình sẽ không lấy mấy cái bọt này vớt bỏ. Cái bọt này nó ra từ trong máu của con gà. Còn cái này là dầu ha. Cho nó sôi 45 phút. Gà trống thì để lâu một chút xíu thôi, 45 hoặc là tiếng, thì nấu lâu quá thì nó dai lắm. Vì là chuyện cái nhà cho nó sôi đi. Thì khoai tây cả nhà mình sắc bự một tí nha. Củ cải đỏ cũng vậy, sắc bự một tí. Bạn nào có thời gian thì có thể tỉa bông tỉa hoa, còn mình không có thời gian thì mình nấu nhanh gọn lẹ cho nó mau. Đừng củ hành mình sắc muối cao ha. Thì lúc mà đây còn dư một củ, cái củ hành tím ăn luôn. Lúc mà gà được rồi đó cả nhà thì mình sẽ bỏ củ hành, khoai tây, cà rốt chung một lượt ha. Tại sao mình bỏ củ hành chung vô một lượt luôn? Tại vì mình muốn cho cái nước nó thơm nha cả nhà. Cho nó thơm, nó ngọt nha. Thì mình nấu từ nãy giờ cũng được 30 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ nấu tiếp tục thêm 20 phút nữa. Tại vì gà nó rất là, gà trống thì nó rất là dài. Thì mình bỏ vào đây cà rốt nha cả nhà, củ hành, cho nó sôi 10 phút hoặc 15 phút cho cải đỏ nó mềm với củ hành nó mềm. Thì mình sẽ bỏ khoai tây với lại ba tây gan vào. Thì mình có bỏ tiêu xay vào đây nè cả nhà. Tiêu xay, mình không có tiêu hộp thì mình làm tiêu xay. Cho nó sôi khoảng 15 phút thì mình sẽ bỏ khoai tây, ba tây gan vào nha cả nhà. Bây giờ thì mình bỏ ba tây gan vào nha cả nhà. Thì mình xin nói lại là do mình không có gan heo tươi cho nên mình dùng ba tây gan để nấu. Nếu các bạn có gan tươi của heo á, thì mình sẽ xay một bầm nhuyễn ra mình nấu cũng được. Còn cái này là mình tự chế thôi cả nhà. Tại vì mình không có gan heo cho nên mình dùng ba tây gan luôn. Xong rồi mình sẽ bỏ khoai tây vào. Xong rồi mình sẽ nêm nếm theo giống như khẩu vị của mỗi gia đình. Xong rồi mình sẽ nhắc xuống bếp và múc ra tô trang trí với ngò ha. Ăn với bánh mì hoặc là bún tùy theo sở thích của mỗi gia đình, hoặc ăn với cơm cũng được nha. Không có bắt buộc là phải ăn với cái gì, tùy theo mình thích ăn với cái gì thì mình ăn ha. Mình để khoai tây vô đây, mình cho nó sôi khoảng 5 đến 10 phút nữa. Thì mình sẽ nêm nếm. Như vậy thì quy trình gà nấu ba tây gan của mình đã cũng sắp hoàn thành.
Mình mong là cả nhà sẽ thích và xem video của mình, ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Bye bye.